chục ngàn tấn hàng, trăm chuyến tàu vượt biển. Những con tàu góp lửa với miền Nam mà lặng yên như vô tích vô tâm, diệt huyền thoại đoàn tàu không số. Người ta vẫn thường nói người đi lâu sẽ thành đường, nhưng có một con đường chẳng bao giờ để lại dấu vết. Có một con đường mỗi lần đi qua chỉ để lại mặt nước mênh mông và những con sóng bạc đầu. Đó là con đường huyền thoại, đường Hồ Chí Minh trên biển, và những kỳ tích gắn liền với đoàn tàu không số trên tuyến đường huyền thoại ấy đã bất tử với thời gian. Thắng lợi của phong trào đồng khởi đầu năm 1960 đã mở ra bước ngoặt mới của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng chuyển sang thế tiến công. Miền Nam khi ấy tràn ngập tiếng súng, khói bom và chết chóc. Tiếng gọi chi viện vũ khí vào miền Nam càng ra diết. Để đáp ứng nguyện vọng cháy bỏng của quân và dân Nam Bộ, Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định tiếp tục mở tuyến vận tải chiến lược đường biển, chi viện cho cách mạng miền Nam đánh đế quốc Mỹ. Ngày 23 tháng 10 năm 1961, Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng Tư lệnh quyết định thành lập đoàn vận tải biển 759 với mật danh đoàn tàu không số. Ngày 29 tháng 1 năm 1964, đổi thành đoàn 125. Có nhiệm vụ mở đường chiến lược quan trọng, đường Hồ Chí Minh trên biển, để vận chuyển người, vũ khí, trang bị kỹ thuật, chi viện cho chiến trường miền Nam, những nơi mà đường Hồ Chí Minh trên đất liền chưa thể vươn tới. Thực tất ra tàu nào cũng có số hết cả. Đồng thời cái đặc điểm của nó là vì đảm bảo an toàn và bí mật trước kẻ thù đấy. Do đó cho nên tàu khi ra qua vùng biển ấy thì sẽ dùng một số. Và khi mà về tới Hải Phòng rồi đó thì rút số. Là vì các cháu biết rằng là như vậy, tức là trong cái quá trình cái cuộc chiến tranh này đó, gián điệp không phải chỉ trên bờ mà gián điệp còn nằm trên tất cả các loại tàu buôn. Mà trên tàu buôn thì cái cảng Hải Phòng là cái lớn nhất. Mà cái đoàn tàu này về đó, thường là về Hải Phòng. Nếu nó thấy cái số này trong miền Nam, rồi về đây đó là thấy à cái số này ở đây, cái chính tầng này nó từ trong kia ra, thì lúc bây giờ cái bí mật đó rồi. Do đó người ta gọi là tàu không số. Đêm ngày 11 tháng 10 năm 1962, chiếc tàu gỗ mang mật danh Phương Đông 1 làm nhiệm vụ vận chuyển chuyến hàng đầu tiên với hơn 30 tấn vũ khí rời bến Vạn Xét, Đồ Sơn, Hải Phòng, rẽ sóng ra khơi nhằm hướng Cà Mau tiến tới. Tàu do đồng chí Lê Văn Một làm thuyền trưởng, đồng chí Bông Văn Dĩa làm chính trị viên, cùng 13 cán bộ chiến sĩ. Đến ngày 19 tháng 10 năm 1962, tàu Phương Đông 1 cập bến Vàm Lũng thuộc xóm Rạch Gốc, xã Tân An, huyện Nam Căn, tỉnh Cà Mau an toàn. Thành công của tàu Phương Đông 1 có ý nghĩa rất quan trọng, khẳng định chủ trương đúng đắn, sáng tạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về xây dựng tuyến vận tải chiến lược đường Hồ Chí Minh trên biển để chia lửa cho đoàn 559 chi viện miền Nam, đồng thời khai thông tuyến đường biển để mở ra khả năng chi viện một khối lượng lớn vũ khí, phương tiện chiến tranh cho cách mạng miền Nam trong thời gian tới. Trong chiến dịch Mậu Thân năm 1968, tàu C-165 được lệnh chở 65 tấn vũ khí vào bến Vàm Lũng, Cà Mau. Ngày 1 tháng 3 năm 1968, tàu C-165 gặp 8 tàu địch bao vây. Trước tình hình đó, anh em đã tranh thủ bốc hàng thả xuống biển và điểm hỏa mìn phá hủy tàu, không để tàu và hàng rơi vào tay quân thù. Đến cuối cùng, biển đã xóa đi và nhấn chìm tất cả. Thuyền trưởng Nguyễn Chánh Tâm và 17 cán bộ chiến sĩ nằm lại biển khơi ngày ấy cũng vì bí mật con đường. Không một bức điện, không một tấm hình, chỉ để lại một tiếng nổ dữ dội trong tâm trí của những người đồng đội và nhân dân đất mũi Cà Mau. Ở ngoài biển xa, nghe nhiều tiếng súng nổ. Sau đó một lúc nghe một tiếng nổ dữ dội,
Mấy bữa sau đó, được điện báo đó là chiếc tàu chở vũ khí của ta vào đụng địch, anh em chiến đấu tự hủy tàu và hy sinh cả. Chiến tranh đã lùi xa. Giờ đây, chiếc tàu không số đã từng đi dọc con đường Hồ Chí Minh trên biển, mang số hiệu HQ671 với những chiến công lừng lẫy, nay âm thầm neo đậu trên dòng sông nhỏ. Đây là chiếc tàu không số huyền thoại duy nhất còn lại, cũng chính là bằng chứng sống hiên ngang về sức chịu đựng và tinh thần quả cảm của con người Việt Nam. Ngày 16 tháng 11 năm 1964, tàu HQ671, khi ấy là tàu 41, chở 45 tấn vũ khí do đồng chí Hồ Đắc Thạnh làm thuyền trưởng, xuất phát tại cảng Bãi Cháy, Quảng Ninh, vượt biển vào Vũng Rô, Phú Yên. Sau nhiều ngày lênh đênh trên biển, phải đối phó với nhiều lượt máy bay, tàu chiến của địch, dưới sự chỉ huy mưu trí sáng tạo của thuyền trưởng Hồ Đắc Thạnh cùng các thủy thủ, con tàu đã được ngụy trang khéo léo, vượt qua tầm kiểm soát của địch, cập bến an toàn. Chuyến tàu đầu tiên cập bến Vũng Rô đã đánh dấu một nhánh đường mới trong hệ thống con đường vận tải vũ khí trên biển. Một bến mới bí mật ra đời, một lượng vũ khí lớn được cung cấp kịp thời cho chiến trường khu 5, mở đầu cho những chuyến tàu tiếp theo đi về các bến an toàn. Cái quá trình hoạt động trong chuyến vượt tải được biển trên được Hồ Chí Minh trên biển đấy, như vậy suốt thời kỳ đó, con tàu này là con tàu vận chuyển nhiều trước nhất, có thể 15, 16 lần chuyến. Đấy. Mà đưa vũ khí vào tàu này chở bao giờ cũng từ 60 tấn vũ khí trở xuống. Mà nó rất nhiều bến. Bắt đầu từ trên này là Quảng Ngãi, Vũng Rô, rồi xuống kia là Bà Rịa Vũng Tàu, vào trong kia là Trà Vinh, Bến Tre và Cà Mau. Đấy. Tất cả 9 cái bến ở miền Nam thì cái tàu này nó đều vào hết cả. Trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, tàu HQ671 vinh dự là con tàu đầu tiên mở màn cho đoàn 125 tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh, góp phần làm nên thắng lợi trọn vẹn cho dân tộc. Sau ngày giải phóng miền Nam, tàu tiếp tục làm công tác vận tải, chi viện cho các đơn vị đóng quân tại quần đảo Trường Sa. Tháng 10 năm 1978, tàu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn cán bộ, chiến sĩ ở đảo Phan Vinh bị sóng cuốn trôi khi đang làm nhiệm vụ. Những chiến công đó đã dệt nên con tàu huyền thoại của đoàn tàu không số năm xưa, để giờ đây HQ671 luôn được các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, nhân dân cả nước đến tham quan và học tập. Tôi thấy ấn tượng nhất với con tàu HQ671 bởi vì đó là một hiện chứng từ xưa cho đến tận bây giờ về cuộc chiến đấu khốc liệt của nhân dân ta và đặc biệt là quân chủng hải quân. Qua đó tôi có thể tự rút ra những kinh nghiệm và tự rèn luyện bản thân để nâng cao ý thức bảo vệ Tổ quốc, không chỉ riêng tôi mà có thể là cho tất cả những bạn sinh viên khóa tiếp theo và cho trường đại học Hải. Đoàn tàu không số với hàng trăm con tàu, hơn 14 năm với gần 2.000 chuyến tàu lặng lẽ vượt sóng, vượt hiểm nguy và tai mắt kẻ thù, chở nặng vũ khí, hàng hóa cùng nghĩa tình miền Bắc đến với chiến trường miền Nam. Có biết bao những con tàu, những cán bộ chiến sĩ của đoàn tàu không số, thân xác và linh hồn của họ đã hòa vào biển cả mênh mông. Những hy sinh cao cả ấy đã góp phần tạo nên huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển.